Đồ. Đấy nè. Có ba hả? Xin mời các bạn đến với kèo 33 cửa đầu giữa Hoài Hồng Ngự và Tuấn An. Chặn bóng tốt, điểm đầu tiên cho Tuấn An. 1-0. Hai pha bóng liên tiếp Hoài Hồng Ngự không qua nổi tay trắng của Tuấn An các bạn. Điểm 2-0. Chết quèo luôn. Vẫn là điểm cho Tuấn An. 3-0. Lần này thì Hoài Ngự đánh bóng chạm tay trắng của Tuấn An ra ngoài. Điểm 1-3. Bạn gì không có đây họ bạn là biết rồi. Đó, quá hay cho cái chân của Long Khang. Tiếp tục chờ chân không. Hoài. Hai ba. Không vô trong. Okay. 4-2. À, không có. Cái này dân Tây Ninh biết rồi đó, 2 muỗng tới. Hai muỗng tới là sao? Dân Tây Ninh không biết luôn. Dân Tây Ninh sao không biết luôn ta? Ngộ nha. Điểm 3-4. Ôi trên trán. Nghe Long Thể bất an quá. Vì mới này lên 4 rồi. Để 4-6. Ồ. Chết. Lười trắng. Bảy, 4. Kèo này có thông ngoài cũng được cây nên. Ủa, anh cây chết. nóng mày. Đây, đồ hay gì đồ dưới bầu. Cái đồ đấy nó lại ngoài thằng nói Libero. Đây. Libero. Đây cái này chưa. Đây. Đó. Quá nãy giờ không xuống ngọn cái nào ta đốt của rồi. Báo là cái này không bị đắng rồi ăn nhau. Ba liền đồ đặt lên công ngoài chợ. Không mấy. Đèo hai bóng lạnh. Trời ơi. Sao yêu anh Đạt? Đi lao à. Giờ bỏ tay giờ chờ anh mà. Hoài còn chơi nữa. Đỡ vô vui. Dạ không tới đó hai ở ngoài sao em không kiếm gì cắt cái dài em ra ngoài. Đây nè. Đó. Libero đập ở đó đó. Đó rồi đâu một công hai công có đó. Đó. Libero nhảy không cao quá phải đứng tìm gì nữa. Ba không gì đâu công đâu anh em một kỳ chơi. Không phải không? Nhất luôn. Quá. Tại phải đó. Các bạn em một công chấp hai công rồi. Vậy anh đưa công với Hoài đi. Ừ vậy anh đưa công với Hoài xe đi. Vừa kèo luôn. Công ơi, đại diện Bình Dương ơi. Vậy anh rồi, tất hại chờ nó công với em không ạ? Món em gửi tay rồi. Nó trong hàng lõm, nó trong hàng mặt không ạ? Nó không có sướng. Dạ không ạ. Bóng không? Chết cầu xuống đây. Có đầu vô, vô từ đầu nè. Quá đẹp. Còn Di Dương không dính nào. Tại Libero chặt bây giờ không được tự. Tới cái đó. Bữa nay đậu mẹ nó chơi buồn gì ta nhảy hộp nào ăn hộp đó. Khoan còn binh không trời. Cái sân gì nó còn binh. Sân Quốc. Hồi lợi. Phát bây giờ khó chịu luôn. Kè đủ là anh ăn hết. Giờ gì ta phát từ sáng giờ rồi. Này bữa có uống giải không ba? Hai. Đấy nè nè. Ôi, nữa ta bên Bình Dương. Ăn đi, phải chạy luôn. Kết thúc, xin ơn. Gửi nè. Bỏ lưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé.